Những việc làm cùng một tấm lòng với Chúa Giê-xu vô cùng tuyệt vời. Lúc đó, tôi đã lựa chọn cuộc sống tin ngôi lời của Chúa. Tôi muốn sinh hoạt tin ngưỡng ở trong nhà tù. Tôi phải làm như thế nào? Vì vậy, tôi nói với rất nhiều người, các bạn hãy hợp lòng cùng với Chúa Giê-xu. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi vô cùng biết ơn. Tôi không ngờ mình sẽ sống được một cuộc sống đầy phước hạnh như vậy. Kinh Thánh ghi chép rằng Chúa Giê-xu đã xưng công bình cho tôi. Nhiệm vụ của cuộc sống. Lịch sử đức tin. Phim tài liệu tiểu sử mục sư Park Ok-su. Khi quyền năng của Chúa Giê-xu trở thành một trong tấm lòng của chúng ta, Chúa sẽ ở trong chúng ta và làm việc. Tôi đi làm tình nguyện ở châu Phi với tấm lòng mình sẽ cho họ điều gì đó. Tôi tưởng rằng tôi có thể dạy học cho họ vì nghĩ về mặt hoàn cảnh hay điều kiện. Tôi được học nhiều hơn và có nhiều hơn so với họ, nên tôi sẽ có thể chia sẻ những gì tôi có. Thực tế khi đến nơi, tôi thấy mình thực sự chẳng là gì cả. Trái lại, những sinh viên tôi gặp ở đó tự do hơn, họ hạnh phúc hơn và tấm lòng họ phong phú hơn. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2007, tôi tham gia giúp đỡ để xây dựng tòa nhà. Trong khi làm việc ở công trường, bất ngờ tôi bị một tai nạn lớn. Tôi đang gắn lan can trên tầng 2 thì đột nhiên đinh cố định giàn giáo bị bung ra. Và những người làm việc cùng đều bị rơi xuống đất. Trong đó, tôi bị thương nặng nhất và tình hình nghiêm trọng đến mức không thể đi bệnh viện ở châu Phi để chữa trị. Sau 5 ngày bị tai nạn, tôi mới được chuyển đến Đức và đã phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Frankfurt. Trong thời gian 5 ngày đó, tôi chịu đau đớn tột cùng. Nếu tôi không tiêm thuốc giảm đau mỗi 2 tiếng, tôi sẽ đau đến mức không chịu được và ngất đi. Tình trạng của tôi tồi tệ tới mức tôi không tỉnh táo được, nên không thể nhớ rõ mọi chi tiết. Nhưng tôi nhớ dần dần cơ thể như không phải của mình. Khi tôi mở mắt ra, thấy mình nằm trong phòng bệnh nhân nặng ở Đức. Xung quanh tôi chỉ thấy nhiều người lạ. Tiếng máy tít 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 tràn ngập căn phòng bệnh nhân nặng, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tuy bây giờ tôi ngồi trên chiếc xa lăn như thế này, nhưng trước đây tôi nhảy múa cũng khá tốt. Rõ ràng mấy ngày hôm qua tôi còn đang tập nhảy, ra ngoài cùng các bạn khác làm nhiều việc giúp những người dân bản địa. Bỗng nhiên qua một đêm, lại phải nằm trong bệnh viện, tôi không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra với tôi. Tôi nghĩ, Chúa ơi, tại sao lại là con? Tại sao con lại gặp phải sự việc này? Tôi được chuyển lên phòng thường và gặp bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho tôi. Bác sĩ trình bày tóm tắt cho tôi về quá trình phẫu thuật. Hai ca phẫu thuật đã kết thúc một cách hoàn hảo. Về mặt ngoại khoa, vết thương sẽ lành và đủ đẹp để sau này cháu có thể mặc được bikini. Cháu sẽ không có bất kỳ di chứng nào khác. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, Hyun Jin, nếu cháu muốn đi lại, chạy nhảy như xưa, thì cháu cần có phép màu của Chúa. Bác sĩ đã nói với tôi như vậy. Tôi không thể hiểu cảm giác không đi lại được là như thế nào.
Nên lúc đầu nghe, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Thời gian trôi và vết thương dần dần lành lại. Và khi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tôi bị hạn chế. Nhiều thứ không thể tự giải quyết, nên tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao điều này lại xảy đến với mình? Tôi chỉ có thể tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ như vậy. Mục sư Park Ok-su đã chủ động gọi điện sang Đức cho tôi. Mục sư hỏi tôi, Hyun Jin ơi, cuộc phẫu thuật có thành công không? Cháu có bị đau không? Và tôi nhớ mục sư nói câu, chúng ta hãy trông cậy vào Chúa. Khi tôi trở về Hàn Quốc và nằm ở bệnh viện Hàn Quốc, mục sư Park Ok-su đến viện thăm tôi ngay sau khi quay trở về từ cắm trại thế giới. Tổ chức tại Togo, Ghana, bờ biển Nga và các nước khác ở châu Phi vào tháng 8. Mục sư vào phòng tôi nằm và việc đầu tiên ông làm là xoa đôi chân của tôi và nói, Hyun Jin ơi, chân cháu ấm quá. Chân cháu không khác gì chân tôi, mà sao cháu lại không cử động được nhỉ? Sau đó mục sư đến ngồi bên cạnh tôi. Hyun Jin ơi, cháu khó khăn lắm phải không? Cầm tay tôi thế này và nói như vậy. Thật ra, khi nghe bác sĩ nói là tôi không thể sử dụng được đôi chân nữa, hay khi các y tá, các bác sĩ vật lý trị liệu nói về tình trạng của tôi, tôi cảm thấy rất oan ức và không thể tin nổi nên tấm lòng cứ khó chịu và bức bối. Nhưng khi mục sư hỏi một câu rằng, Hyun Jin ơi, cháu khó khăn lắm phải không? Thì mọi sự tủi thân suốt thời gian qua bỗng như bùng nổ trong tôi. Sau đó mục sư nắm tay tôi và xoa lưng dỗ tôi như thế này. Tôi khóc rất to. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên mình khóc. Lúc đó, tôi phải quyết định rằng mình sẽ đi theo hoàn cảnh trước mắt hay sẽ lựa chọn đi theo ngôi lời tràn đầy hy vọng mà mặc dù không thấy được. Và có một bộ phim đã khiến tôi đi đến lựa chọn này. Tôi là người rất thích xem phim. Xem phim là sở thích lớn nhất của tôi, nhưng sau tai nạn, tôi bỏ sở thích đó hoàn toàn. Tôi chẳng còn thích nghe nhạc, xem TV, đọc sách, không muốn xem cái gì hay là gặp ai. Có lẽ bố tôi trông tôi đáng thương quá. Nên một hôm, tôi về nhà thì tự nhiên bố rủ tôi đi xem phim. Điểm yếu của tôi là không tự cử động được mà. Nên bố bế tôi và đặt tôi ngồi trên xe. Cho dù có cáu kỉnh, la hét thế nào, tôi cũng chỉ có thể bị đặt ngồi trên xe mà thôi. Bố tôi chở tôi đến rạp chiếu phim. Bế tôi vào và đặt tôi vào ghế. Bộ phim tôi xem lần đầu tiên với bố tôi là phim Avatar. Nhân vật chính của bộ phim đó cũng ngồi trên xe lăn. Nhân vật chính đó đã tham gia vào một dự án để chữa đôi chân không thể lành và chỉ có thể ngồi trên xe lăn của mình. Phần tôi ấn tượng nhất trong bộ phim là một khi nhân vật chính vào chiếc hòm và kết nối với Avatar, thì anh ta sống lại thành một avatar lành mạnh. Giống như quá trình con người bước vào chiếc hòm và liên kết với avatar thật. Bộ phim khiến tôi suy nghĩ xem tấm lòng của mình hiện tại liên kết với tấm lòng nào. Tôi cũng muốn được hạnh phúc, muốn được sống tốt, được sống vui vẻ và sung sướng. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Tôi bắt đầu nghĩ đến Đức Chúa Trời là cho tôi sức mạnh để thắng hơn bội phần. Tôi sẽ tin và đi theo thế gian mà mình đang nhìn vào. Hay tin và đi theo ngôi lời kinh thánh tôi không nhìn thấy được bằng con mắt của mình. Lúc đó tôi đã lựa chọn cuộc sống tin vào ngôi lời của Chúa.
Kể từ sau quyết định này, cuộc sống của tôi đã thay đổi 180 độ. Sau khi quyết định tấm lòng như vậy, tôi tìm đến mục sư. Tôi chưa nói điều gì với mục sư, nhưng khi vừa đến, mục sư đã vui mừng đón tôi rồi nói: Hye-jin ơi, Hye-jin, tôi muốn cháu tiếp tục đến trường đi học. Cho dù cháu đang ngồi trên xe lăn, nhưng cháu vẫn có thể đi học được. Và tôi cũng muốn cháu giao lưu với nhiều người. Mục sư nói với tôi như vậy. Tôi gieo tấm lòng của mục sư, lời nói của mục sư vào trong lòng của tôi. Thế là ngay lập tức tôi tìm trường để đăng ký học. Gần đến lúc tốt nghiệp, có một hôm mục sư nói với tôi: Hye-jin ơi, tôi muốn cháu mang lại hy vọng cho nhiều người. Cháu hãy kể câu chuyện của cháu tới các học sinh, sinh viên ở các trường hoặc ở trại giáo dưỡng. Tôi gặp được nhiều người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp và chia sẻ về Chúa mà tôi đã gặp và về lý do khiến tấm lòng tôi có được niềm hy vọng. Tôi gặp được nhiều cơ hội đứng trước đông người để chia sẻ về những điều đó. Hiện nay tôi là trưởng phòng Book Concert của tạp chí Tomorrow, lên kế hoạch chương trình biểu diễn và làm MC. Nhóm chúng tôi tổ chức chương trình biểu diễn dựa trên các câu chuyện trong bài giảng của mục sư Park hoặc các câu chuyện trong chuyên mục Mai của tạp chí Tomorrow. Chúng tôi đang làm công việc gieo hy vọng vào tấm lòng của những người bị nỗi tuyệt vọng chi phối bằng các tiết mục nói về thế giới tấm lòng như nhạc kịch, kịch nói, bài hát. Tôi đã làm việc này được 3 năm rưỡi, và trong khoảng thời gian đó, tôi gặp được hơn 30.000 người. Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi theo con đường tôi không thể ngờ tới, tạo cho tôi biết bao nhiêu là cơ hội để chia sẻ về ân điển và tình yêu thương lớn lao mà Ngài đã ban. Tôi thấy Chúa dẫn dắt tôi. Trong khi kể câu chuyện về mình, lòng tôi trở nên vững chắc hơn và sống cuộc sống trưởng thành hơn. Tôi hạnh phúc hơn ngày xưa và sau này sẽ còn hạnh phúc hơn. Chúa chăm sóc cho cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Giống như nhiều dấu chấm nhỏ này hợp lại vẽ nên một bức tranh đẹp. Nhiều khúc quanh khó khăn trong cuộc sống của tôi sẽ trở thành những dấu chấm nhỏ và tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Sau này khi tôi có thể đứng dậy, đi lại, chạy nhảy và hoạt động tích cực hơn. Tôi rõ ràng là một người có tội, nhưng trong ngôi lời, Chúa Giê-xu đã xưng công bình cho tôi rồi. Lần đầu tiên gặp mục sư, tôi có mở lòng một chút, nhưng mặt khác, tôi vẫn nhớ những điều cha tôi và nhiều người xung quanh nói không tốt về mục sư. Nên tôi có suy nghĩ, mình chụp ảnh với bác này có được không vậy? Chuyện là lúc tôi đi du học tại trường Đại học Bắc Kinh, một hôm tôi cảm thấy cơ thể mình xuất hiện những triệu chứng lạ. Người ta gọi đó là hội chứng tích, khi xuất hiện những triệu chứng co giật cơ mặt và cơ cổ mà tôi không hề chủ định. Tôi không đi bệnh viện hay hỏi những người xung quanh, mà tự mình suy luận rằng đây rõ ràng là công an hoặc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đang theo dõi mình. Và bắn sóng điện từ vào cơ bắp của mình để khiến mình bị co giật như thế này. Tôi bắt đầu tự nghĩ như vậy và bỏ học giữa chừng. Năm 2010, tôi cùng mẹ quay trở về Hàn Quốc. Theo tôi nhớ, năm 2014, vào một ngày, tôi khó khăn quá nên tìm đến gặp mục sư. Tôi kể cho mục sư nghe tình trạng của tôi lúc đó. Nghe xong, mục sư nói với tôi: Indiok ơi, cháu nghe tôi nói này. Giả sử cháu tự cho rằng mình bị bệnh ung thư, nhưng nếu cháu đến gặp bác sĩ khám cho cháu và chẩn đoán rằng anh bị bệnh sốt rét, thì cháu là bệnh nhân ung thư hay cháu là bệnh nhân sốt rét? Tôi trả lời mục sư: bác sĩ bảo cháu là bệnh nhân sốt rét thì cháu là bệnh nhân sốt rét ạ. Mục sư nói: chính xác.
cháu phải 100% nghe lời của bác sĩ. Cháu là bệnh nhân sốt rét. Lúc đó tôi phát hiện ra một điều rất lớn. À, cảm giác của mình không hề quan trọng. Mình suy nghĩ thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là phải nghe lời bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán như thế nào, mình chỉ cần tin tưởng và chấp nhận y nguyên là được. Tôi có tấm lòng như thế. Nếu vậy, mình phải nghe theo ngôi lời của Đức Chúa Trời. Nghe lời của mục sư, chứ không phải cảm giác của mình. Phải nghe 100% mới được. Chúng ta cảm giác suy nghĩ của mình đúng khi nói tôi là tội nhân. Nhưng khi nhìn quyền năng của Chúa Giê-xu thì chúng ta sai. Chúng ta cũng công bình giống như Chúa Giê-xu. Gia đình tôi gồm tôi, vợ tôi và một đứa con gái duy nhất. Chỉ có 3 người như vậy. Rượu thì tôi bắt đầu uống như mọi người khác ở xã hội. Uống dần thì tôi bị mất trí. Rồi mỗi khi bị căng thẳng, công việc không thành thì tôi uống. Rồi dần tôi hành động hung ác, chửi bới. Tôi thử cách này cũng chẳng được. Cách kia cũng không xong. Tôi đã làm hết những gì mình có thể để mong chồng bỏ rượu. Thậm chí cho nhập viện, dùng đủ mọi cách, nhưng chẳng có cách nào là có tác dụng. Hồi đó, những người xung quanh tôi đã vô cùng khổ sở. Vì khi tôi nhỏ, tôi lớn lên trong một gia đình rất cực nhọc, khổ sở. Thế nên trong lòng tôi có một ước vọng là sau này mình sẽ lập một gia đình thật hạnh phúc. Khi lấy vợ, tôi cực kỳ yêu vợ. Tôi quyết tâm rằng sẽ chăm sóc gia đình này thật tốt. Nhưng lúc đó, về mặt kinh tế, tôi không có một cái gì trong tay. Chúng tôi lấy nhau trong hội thánh. Nên tôi cũng có lòng muốn sống một cách mạnh mẽ trong tin lành. Nhưng khi đạt đến giới hạn, tôi không tỏ ra lòng mình và không nói chuyện với vợ. Càng ngày càng có nhiều vấn đề tôi nghĩ mình phải tự giải quyết. Nên tôi không dễ nói chuyện với người khác. Vì vậy tôi mới bắt đầu uống rượu. Một mình chìm trong suy nghĩ, trong nỗi lo, nỗi phiền muộn sâu thẳm và cứ thế tôi chìm đắm trong đó. Chỉ cần giơ tay ra xin người khác giúp, nhận sự dẫn dắt của người khác là được. Nhưng tôi cứ tự mình ôm chặt lấy vấn đề đó, cố gắng tự vượt qua. Trong khi bản thân tôi không có khả năng. Vì vậy, mỗi lần tôi bỏ trốn, mục sư đều la mắng, nhưng rồi lại chấp nhận tôi. Anh em Sim này, làm thế nào mà anh em cai được rượu mà suốt 20 năm qua không bỏ được? Vâng, em đã chấp nhận lời thông công của mục sư theo sách Hebrew đoạn 10 câu 14. Tin vào lời Chúa phán rằng, em đã trọn vẹn đời đời, bất kể việc làm và con người em thế nào, nên em đã thoát được khỏi rượu. Chúng tôi chuyển đến Jinyoung ở được 2 năm, 5 tháng rồi. Thỉnh thoảng khi tôi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi thật sự rất cảm ơn. Làm sao tôi có thể sống được cuộc sống phước hạnh như thế này? Với tôi, chỉ việc cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn sáng, sống cùng với nhau trong một nhà đã là một ân điển vô cùng to lớn rồi. Tôi rất biết ơn mục sư đã che chở, chịu đựng tôi suốt thời gian qua và dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi sống với tấm lòng luôn cảm tạ Chúa. Xin cảm ơn. Khi chúng ta cùng một lòng với Chúa Giê-xu, quyền năng của Chúa sẽ vào tấm lòng chúng ta và làm việc trong chúng ta. Năm 1991, tôi vào trại giam. Khi đó, tội danh của tôi là cướp của giết người và nhận bản án tử hình. Sinh hoạt trong tù, tôi luôn gây rắc rối và vấn đề. Đến một ngày, nhà tù giới thiệu cho tôi một mục sư rất nổi tiếng. Đó là mục sư ở một nhà thờ lớn tại Daegu.
Sau khi gặp ông, tôi được tư vấn và rồi kết nghĩa cha con với ông. Tôi luôn học kinh thánh với mục sư đó và dần dần chúng tôi gần gũi với nhau như hai cha con. Một tuần một lần, mục sư đến thăm tôi và dạy kinh thánh cho tôi. Có một hôm, mục sư dặn dò tôi một việc. Ông nói rằng trong trại giam này có một tà giáo rất đáng sợ và tôi phải tuyệt đối cẩn thận. Sau đó, ông nói cho tôi biết tên của người theo tà giáo đó. Sau này tôi mới biết người đó chính là phạm nhân cùng phòng với tôi. Người này bị án chung thân do tội nã súng trong quân đội. Sau đó bị kết án thêm 7 năm tù vì tội giết người trong tù. Án tù chung thân cộng thêm 7 năm nữa. Biết vậy, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy và cố tình tránh mặt. Đến một hôm, tôi thấy anh ấy rất bình an. Sống trong tù mà lại hạnh phúc đến thế. Vì thấy anh ấy quá bình an, nên tôi hỏi, anh trai, anh nhận sự cứu rỗi chưa? Anh ấy trả lời, mình đã nhận được sự cứu rồi. Tôi hỏi tiếp, anh nhận được sự cứu như thế nào? Tôi thật sự rất tò mò. Anh ấy cũng giải thích kinh thánh cho tôi, nhưng tôi nghe không hiểu nổi. Trước đó, tôi đã được học kinh thánh thường xuyên với mục sư nổi tiếng. Nhưng vấn đề tội lỗi, sự thống khổ và nỗi đau đớn trong lòng tôi vẫn không được giải quyết. Nói chuyện với anh ấy thấy nói mãi mà tôi không hiểu, nên anh ấy đưa cho tôi một quyển sách. Đó là quyển sách Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sinh của mục sư Park Ok-su. Anh ấy đưa tôi quyển sách và bảo tôi đọc thử. Từ lúc đó, tôi bắt đầu đọc quyển sách Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sinh. Suốt đêm hôm đó, tôi cứ miệt mài đọc sách. Đọc đến phần nào không hiểu thì tôi đánh thức anh ấy. Bảo tôi không hiểu câu này. Hãy chỉ bảo cho tôi một chút. Anh ấy dụi dụi mắt ngồi dậy và chỉ cho tôi. Đến khoảng 3 giờ sáng, đọc đến phần Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự giá, rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. Và đã chuộc tội đời đời cho chúng ta. Lòng tôi đã rõ ràng về sự cứu rỗi. Tôi rất vui mừng, vui đến nỗi tôi mong chờ được gặp mục sư mà tôi xem như là cha mình. Nhà tù giới thiệu mục sư đó cho tôi, nên ông luôn đến thăm tôi một lần một tuần. Khi gặp mục sư, tôi mừng quá và nói, mục sư ơi, mục sư hãy mừng cho con đi. Mới đêm qua, con đã nhận được sự cứu rỗi. Con nhận sự tha thứ tội lỗi nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Tôi cứ tưởng mục sư sẽ vui mừng cho tôi. Nhưng sắc mặt ông trắng bạch, cương nghị hỏi tôi, con đã gặp người mà ta bảo đừng gặp, phải không? Vâng, đúng ạ. Nhưng ông nói rằng tôi đã bị Satan hành động. Và rằng một con trăn lớn đã chui vào cơ thể tôi. Nên mục sư đặt tay lên đầu tôi và cầu nguyện. Thế rồi, ông vô cùng tức giận với tôi. Tôi thưa với mục sư đó, mục sư ơi, hôm qua con nhận được sự tha thứ tội lỗi rồi. Không phải mục sư đã dạy bảo con rằng tin Chúa Giê-xu, nhận sự tha thứ tội lỗi bằng huyết của Chúa sao? Không phải thế. Tuy vậy, nhưng chúng ta vẫn là tội nhân. Mục sư đó quá tức giận và khi đó đã cắt đứt quan hệ với tôi. Từ sau đó, mục sư không còn tìm đến tôi nữa. Rồi tôi mới viết một bức thư cho mục sư Park Ok-su. Mục sư ơi, em đã nhận được sự cứu rỗi sau khi đọc quyển Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sinh. Em muốn sinh hoạt tin ngưỡng ở trong nhà tù. Em phải làm như thế nào? Từ ngày đó đến bây giờ, tôi đã dõi theo và thấy mục sư Park không hề thay đổi. Mục sư luôn ở vị trí đó, không một chút thay đổi.
sống chỉ vì tin lành. Điều đó là cú sốc lớn nhất trong lòng tôi. Và hơn hết, khi nghe bài giảng của mục sư, tôi đã học được đức tin. Tôi học được giá trị của đức tin. Đức tin này có thể hàng nghìn tỷ cũng không thể mua được. Đức tin là to lớn và giá trị nhất. Nên khi tôi có được đức tin, tôi đã sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Có một điều luôn đọng lại trong tấm lòng của tôi. Tôi rất cảm ơn mục sư đã truyền tin lành vào trong tù để tôi nhận được sự cứu rỗi. Nhưng sau khi nhận sự cứu rỗi, không phải lúc nào tấm lòng của tôi cũng trước sau như một. Có lúc tôi khiến mục sư buồn, và cũng có những lúc tôi chống đối và nghịch lại mục sư. Thế nhưng, lúc tôi làm những việc chống đối và nghịch lại mục sư nhất, mục sư lại chấp nhận tôi, mở lối để tôi có thể tiếp tục con đường truyền đạo. Vì biết nếu cứ để mặc tôi như vậy, thì tôi sẽ quay lại nhà tù. Mục sư sợ nếu mục sư không chấp nhận tôi, thì không biết tôi sẽ sống sao. Tôi vô cùng cảm ơn mục sư đã dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay, để tôi có thể học được đức tin quý báu này. Khi đó là vào giữa tháng 10 năm 2012. Tôi đã kinh doanh được 20 năm. Và thực ra từ khi còn trẻ, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cuộc sống lúc đó thật đau khổ. Thế nên cũng 20 năm trời đó, tôi đã phải dùng thuốc ngủ và thuốc trầm cảm. Từ lúc tôi khoảng 33-34 tuổi, tôi bắt đầu nghe được âm thanh của ma quỷ. Có thể nói bản năng làm mẹ của tôi đối với con gái khá là mạnh. Tôi hơi chú trọng về con nên dù có khó khăn một chút thì tôi cũng cố gắng chịu đựng vì con mình. Hôm đó tôi cũng có suy nghĩ muốn chết, nhưng suy nghĩ đó hơi đặc biệt so với bình thường. Tôi không biết nó phát ra từ trong tôi hay từ bên tai, nhưng nói chung tôi nghe thấy một âm thanh nói. Mệt mỏi lắm rồi đúng không? Thôi bây giờ hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Tôi lại nghĩ rằng vì con gái, luôn luôn là vì con mà tôi không chết được. Thế là như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Nó nói, lo gì, con gái đủ lớn rồi, mà mẹ mày lại thích tiền mà. Để lại một vài căn hộ chung cư cho mẹ, thì mẹ sẽ nuôi con gái hộ cho. Thì tôi cũng tự nhiên nghĩ, ừ nhỉ. Nhưng rồi tôi giật mình, ôi, cái âm thanh này, mà tìm đến mình một lần nữa, thì mình sẽ chết thật luôn. Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, tôi mở máy tính và bắt đầu tìm bệnh viện. Vì tôi đã nghĩ đến việc cho mình nhập viện điều trị. Nhưng tôi đang tìm bệnh viện chưa được khoảng 15 phút, thì bỗng nhiên có điện thoại. Em này có liên quan đến mục sư Park Ok-su đã gọi điện và hỏi tôi đang làm gì. Tôi bảo, chị nghĩ chị có chút vấn đề về tâm thần, nên chị đang tìm bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Em ấy suy nghĩ tôi sẽ không bao giờ đi gặp mục sư Park Ok-su. Tôi cũng tự nghĩ, nếu kể chuyện này với những người bình thường thì họ sẽ chỉ cười trừ. Nên tôi mới trả lời, ok, cũng được. Thì em ấy rất ngạc nhiên. Ngay lập tức, tôi hẹn 2 ngày sau sẽ đi gặp mục sư Park. Nhưng vì là lần đầu tiên gặp nên tôi không thể giải thích cặn kẽ với mục sư những chuyện đó. Nên tôi nói như thế này, mục sư ơi, để cháu về suy nghĩ lại, rồi lần sau cháu sẽ tin ạ. Tôi bảo, lần sau cháu sẽ tin Chúa ạ. Mục sư liệt quát, nói vớ vẩn, phải tin Chúa ngay bây giờ. Em ấy ngồi bên cạnh tôi, trước nay chỉ nhìn thấy mục sư luôn nhẹ nhàng, ân cần nói chuyện với những người mới gặp lần đầu. Chưa một lần nào thấy mục sư nói mạnh rằng tôi phải tin Chúa ngay bây giờ. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Như là nói với tôi thế này, vừa khi ra khỏi văn phòng của mục sư, từ khi đó suy nghĩ bắt đầu ập đến với tôi. Giờ con gái mày sẽ chết, nghe giống như một âm thanh thật, giống hệt âm thanh khuya hôm đó.
giờ con gái mày sẽ chết. Hôm nay nó sẽ bị xe đâm và chết cho xem. Khi đó, khi tôi có suy nghĩ đó, tiếng nói đó, cảm giác đó, à không phải là cảm giác, nó giống tiếng nói, giống suy nghĩ. Nói chung, khi nghe thấy vậy, tôi chợt nghĩ, hay bây giờ mình cứ coi như chưa gặp mục sư đi. Bỗng nhiên, lời của mục sư nói, phải tin Chúa ngay lập tức, vang vang trong tai tôi. Rồi những suy nghĩ trước đó bỗng nhiên dừng lại. Tôi cảm giác rất rối loạn giữa nhiều loại suy nghĩ dị thường như thế. Nhưng dù sao, tôi cứ muốn mở cuốn Kinh Thánh này ra. Nên tôi sẽ về thẳng đến Busan, rồi lấy tất cả bộ hộ mệnh ra đem đốt hết. Hôm đó gần như tôi vừa khóc vừa ngủ. Đến sáng hôm sau thức dậy. Trước đây tôi không để ý tới. Nhưng nhìn lên bầu trời thấy màu sắc tự nhiên rất đẹp. Trước đây tôi nghĩ bầu trời màu tự nhiên, nhưng có lẽ thực tế không phải vậy. Tôi thấy màu sắc của thế giới khác hoàn toàn trước đây. Từ hôm đó trở đi, chỉ sau một đêm mà mọi bệnh mất ngủ, trầm cảm của tôi đều chấm dứt. Từ hôm đó, tôi lăn ra ngủ như điên. Người em tôi quen đó thấy lạ quá nên đến xem tôi ngủ. Đức Chúa Trời đã cho tôi một trải nghiệm quá đặc biệt. Đây không phải là cảm giác của tôi, mà bởi một sức mạnh to lớn nào đó. Kể từ ngày tôi gặp mục sư, tối hôm đó đến sáng ngày hôm sau, được khoảng 24 tiếng đồng hồ, bản thân tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mục sư ơi! Cháu luôn cảm ơn mục sư. Một người như cháu có thể sống được cuộc sống như thế này, quả thật rất kỳ lạ. Nếu không có mục sư, chắc chắn cháu sẽ không thể sống được cuộc sống như thế này. Khi tôi làm bất kỳ việc gì bằng tấm lòng của Chúa Giê-xu, thì điều đó không phải do tôi làm, mà là Chúa Giê-xu làm. Từ lúc đó, quyền năng của Chúa Giê-xu bắt đầu xuất hiện trong tôi và Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu bắt đầu làm việc. Khi mục sư Park đến nhà tôi để giao giảng tin lành, cha mẹ tôi tỏ ra cực kỳ không thích. Bởi vì vào thời đó ở Hàn Quốc không có nhiều người tin Chúa Giê-xu. Những ai mà ghét thì họ rất ghét. Cha mẹ tôi chỉ thích thờ cúng hình tượng và rất mê tín. Nên cứ gì liên quan đến Chúa Giê-xu, thập tự giá, mục sư, hội thánh là ông bà rất kỵ. Nhưng khi đó, anh họ tôi đã tin và bắt đầu theo hội thánh của mục sư. Anh ấy nhờ mục sư, chú của con bị ung thư sắp chết rồi. Nhưng ông ấy rất sợ chết. Vì việc đó mà cả gia đình đều đang chìm trong tuyệt vọng. Nếu mục sư đến đó gieo niềm hy vọng của Chúa Giê-xu, thì gia đình đó sẽ sống lại ạ. Hiện tại gia đình đó quá bất hạnh. Vì thế, hôm đó mục sư đến nhà chúng tôi để thăm cha tôi. Nhưng cha tôi lớn tiếng đuổi mục sư ra khỏi nhà. Bảo rằng, tôi không tin Chúa Giê-xu, có xuống hố tôi cũng không bao giờ tin. Lại thêm, có xuống địa ngục thì tôi cũng căm ghét Giê-xu đó. Ông từ chối rất kịch liệt. Ông chửi rủa anh họ tôi và đuổi họ ra khỏi nhà. Trong nhà tôi có một căn phòng thờ thần. Mỗi buổi sáng sớm, mẹ tôi lại cầu xin ma quỷ. Rồi mẹ tôi cũng thay đổi tấm lòng. Bà nói, đến giờ nhà mình thờ cúng nào là thần núi, Long Vương, Đức Phật, Tổ tiên đủ kiểu, mà kết cục chỉ bị mắc bệnh, bị nghèo, bị khó khăn. Đủ lắm rồi. Bây giờ nhà mình cũng tin Chúa Giê-xu.
và giao phó tất cả trong tay Chúa đi. Từ đó trở đi, cả gia đình nhà tôi tin vào Chúa Giê-xu. Khi tôi ở Changwon, trước đây gọi là Masan, thành phố với dân số khoảng 1 triệu dân, chúng tôi đã xây một nhà thờ rất lớn ở đó. Quy mô rất lớn và Đức Chúa Trời hành động rất nhiều điều kỳ diệu để giúp chúng tôi có nhiều lời làm chứng cho việc xây dựng đó. Xây dựng xong một nhà thờ như vậy, trong lòng tôi rất phấn khởi. Nhưng một hôm, mục sư đến gặp tôi và hỏi: "Mục sư Lee, sau khi xây dựng nhà thờ lớn như thế này xong, khi nghe những người xung quanh nói, 'Chà, xây nhà thờ đẹp quá,' trong lòng mục sư có bao giờ thầm mãn nguyện không?" Tôi trả lời: "Vâng, thưa mục sư, tất nhiên là em có lòng thầm mãn nguyện ạ." Mục sư nghiêm mặt lại và nói: "Mục sư Lee, giữ lòng đó sẽ gặp rắc rối, giữ lòng đó sẽ bị rủa xả, sẽ bị thất bại đó. Nếu củ cải bị gió nên xốp ruột thì có thể dùng được không?" "Không dùng được. Anh em phải bỏ tấm lòng đó đi." Lời nói đó của mục sư 15 năm trước giống như lời tiên tri của Đức Chúa Trời cho tôi. Đến cả bây giờ, mỗi khi tôi có tấm lòng tự cho rằng mình làm khá tốt, và mỗi khi tôi có tấm lòng mãn nguyện như vậy, tôi đều nhớ đến lời dặn của mục sư. Đức Chúa Trời thông qua tôi tớ Ngài đã ban cho tôi. Mục sư không chỉ giảng dạy như vậy với tôi, mà mục sư còn áp dụng vào chính cuộc sống của mình, luôn làm chống và hạ thấp tấm lòng bản thân. Thưa mục sư, em rất hạnh phúc khi nghĩ đến mục sư. Đấng đó sẽ làm cho quý vị được phước hơn tất cả những gì quý vị sở hữu trên thế gian này. Mục sư ơi, em thực sự cảm ơn mục sư. Lòng em rất yếu đuối mà lại cực kỳ cố chấp, chỉ gây đau đớn và khó khăn cho mục sư. Mà mục sư luôn chấp nhận chúng em bởi tấm lòng của Đức Chúa Trời, đón nhận em để em được sống cuộc sống như một con người thật sự. Cháu rất cảm ơn mục sư đã cho cháu được sống như thế này. Cháu sẽ tiếp tục đồng hành cùng mục sư trên con đường này. Tôi tên là Kim Jo-un, năm nay 48 tuổi. Gia đình tôi gồm tôi và một con gái 22 tuổi. Nhà tôi có 2 người. Mục sư ơi, tự nhiên gọi tên mục sư làm con cảm xúc chảy nước mắt thế này. Cháu xúc động có lẽ vì nhớ đến tấm lòng ấm áp của mục sư, đã nắm lấy bàn tay cháu và dẫn dắt cháu. Lúc nào cũng lo lắng hỏi cháu xem có điều gì khiến cháu bất tiện hay mệt mỏi không. Nhờ mục sư, nhờ sự dẫn dắt của mục sư mà cháu có thể thoát khỏi cuộc sống tuyệt vọng và sống một cuộc sống tươi sáng như bây giờ. Và cháu cũng rất biết ơn vì được sống cuộc sống đầy hy vọng như thế này. Cháu luôn cầu nguyện cho sức khỏe của mục sư. Cháu yêu mục sư ạ. Monitor 이쪽으로 좀 보세요. 어, 모니터 좀. 네.